Sao lâu vậy? Giờ đi đâu? Nhiều chuyện. Mở cửa xe. Khi các đồng chí làm việc với tôi không muốn thấy còn sót lại dấu ấn của người tiền nhiệm. Tất cả phải thay đổi. Đối với tôi, quan hệ công tác không phải là quan hệ thân thuộc. Làm việc phải dựa trên lý lẽ, chứ không phải tình cảm. Tôi nghe nói các đồng chí và đại quý Trần Minh xưng với nhau là anh em. Thậm chí có người còn đón con nuôi bệnh giùm đồng chí ấy. Như vậy là không thể nào chấp nhận được. Đối với tôi, điều quan trọng bậc nhất là hiệu quả công tác. Các đồng chí hãy nhớ lấy. Ai có ý kiến gì nữa không? Nếu không, chúng ta giải tán. Dạ, báo cáo đội trưởng. Thưa đội trưởng, tôi xin phép đội trưởng cho tôi nghỉ trong vòng 3 ngày, kể từ ngày Chủ nhật đến thứ Ba. Má tôi ở dưới quê bệnh nặng lắm, tôi phải về thăm bà. Cả năm nay tôi chưa nghỉ phép ngày nào hết. Hôm nay thứ mấy? Dạ thứ Bảy. Được rồi, đồng chí viết đơn đi. Dạ có sẵn đây rồi ạ. Cảm ơn đội trưởng. Con nói cho bà nội nghe coi nè, nửa lớn con thích làm gì. Con biết không, khoai lang này nè, hồi ba con còn nhỏ đó, ba con thích ăn nó lắm. Nè, con ăn đi. Dạ, con cảm ơn nội. Sao? Nói cho nội nghe, nửa lớn con thích làm gì. Con thích làm con mang giống ba. Ôi ơi, cháu của bà giỏi quá. Ăn đi con. Hết củ này rồi bà gọt củ khác cho. Minh à, anh đừng buồn nữa được không? Anh đã hứa gì với em, anh nhớ không? Anh nhớ. Anh sẽ quên đi và vui sống. Nhưng mà khó quá. Bây giờ anh không biết phải làm gì nữa. Anh thấy mình rất là bơ vơ. Bây giờ ngay cả bản thân của anh còn không bảo vệ được, là sao bảo vệ được người khác. Anh xin lỗi em. Bây giờ thay vì anh nói xin lỗi em thì anh hãy làm điều gì đó với em đi. Anh sẽ cảm thấy đỡ hơn. Anh, em yêu anh. Em sẽ chấp nhận hết tất cả. Dạ chào chú. Chú tìm ai à? Chúng tôi đến gặp luật sư Vĩnh Kỳ. Chú cứ đi thẳng vô bên trong. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn chú. Đây rồi, văn phòng luật sư Vĩnh Kỳ đây rồi. Tấm bảng ghi rành rành kìa. Mà sao giờ này đóng cửa im lìm vậy chú? Ở quê mình á, giờ này là ra đồng hết trơn rồi đó. Đây là thành phố khác bà ơi, chứ đâu phải như với mình có chút xíu à, ai cũng biết. Vậy chú kêu lên sớm làm gì? Trời ơi, còn phải đi tìm nhà nữa, thấy không? Chứ đâu phải như với mình có chút xíu à, ai cũng biết được. Mà ông luật sư này giỏi không vậy? Ông luật sư này tuổi trẻ mà tài cao. Nhưng điều quan trọng là gì? Ông lấy rẻ lắm. Có khi... thân chủ nghèo ông cho luôn, không có lấy tiền. Vậy mình thuộc diện nghèo phải không chú? Cái bà này vì tham lam quá, chưa gì tính chuyện chùa chiền rồi. Chào các cô chú ạ. Cô chú đi đâu mà sớm vậy? À cô ơi, đây có phải là văn phòng luật sư Vĩnh Kỳ không cô? Dạ, đây đúng là văn phòng của luật sư Vĩnh Kỳ đó ạ. À. Dạ, để cháu mở cửa. Cô đẹp quá à, có phải cô là vợ của ông luật sư không? Dạ không, cháu là thư ký của ảnh ạ. À. Bà này nhiều chuyện quá. Chuyện vợ con của người ta hỏi chi vậy? Mời cô chú vô ạ. Cảm ơn cô. Có chuyện gì cô chú cứ nói với cháu, sau đó cháu sẽ trình lại cho luật sư. Vài ngày nữa luật sư mới đi công tác về. Tôi muốn gặp thẳng luật sư để nói rõ điều này. Có nói gì rồi á cũng phải có chứng từ mới tiến hành được. Cháu sẽ là người xem xét các chứng từ đó rồi mới trình lại cho luật sư. Thôi cổ nói vậy thì nghe vậy đi. Vậy cũng được. Dạ thưa cô, đây là hồ sơ. Dạ. Dạ. Alo, tôi Birdy đây. Cậu đang ở đâu? Anh yên tâm đi, tôi đã có mặt ở Vũng Tàu từ lúc mặt trời mọc kìa. Hiện giờ tôi cách anh không có xa đâu. Tốt lắm. Nhớ là chúng ta chưa hề biết nhau đấy nha. Anh yên tâm. Dạ thưa cô, bây giờ á, nghe chúng tôi rục rịch đi kiện. Con của ông Thâu á, định bán ngôi nhà này cho một cán bộ của huyện. Tôi nhờ cô á, nói lại với luật sư á, ngăn chặn lại giùm. Nếu không là họ bán mất. Bây giờ á, anh em tụi tôi khổ quá rồi. Đúng rồi á. Phải đi làm thuê làm mướn khắp nơi. Nếu được chia phần đất của ông già để lại á, có vốn làm ăn thì đỡ khổ lắm. Đúng rồi đó cô. Xin hỏi lại là ông Ráng có tất cả bao nhiêu người con? Dạ có anh em tôi thôi. Tôi là anh, còn nó là em. Dạ. Còn đây là bà nhà của tôi. Theo nguyên tắc á, thì hai người con của ông Ráng còn sống. Nên hai người này sẽ cùng đứng đơn khởi kiện. Dạ. Các con cháu của hai người này không đứng đơn. Dạ. Nhưng họ có thể được ủy quyền tham gia trong vụ kiện. Dạ. Ngày mai hai người con của ông Ráng đến đây và đọc lại đơn khởi kiện, xem có còn thiếu sót gì không, rồi ký tên. Sau đó cháu sẽ đưa đến tòa án để nộp đơn. Dạ. Chào luật sư Vĩnh Kỳ. Nghe tiếng tăm luật sư đã lâu, bữa nay mới được gặp. Ông luật sư đẹp trai và trẻ quá, vậy mà tôi tưởng già như cỡ tía tôi chứ. Dạ con không phải là luật sư Vĩnh Kỳ đâu. Cháu đã nói rồi mà cô chú không nghe. Đây là luật sư Trung làm cùng văn phòng. Vài ngày nữa luật sư Vĩnh Kỳ mới về. Ủa vậy ai cãi cho tụi tôi vậy cô? Không có luật sư Vĩnh Kỳ á thì làm sao cãi lại họ? Dạ các cô chú cứ yên tâm, luật sư Vĩnh Kỳ sẽ vẫn tiếp tục tham gia vụ này. Dạ. Vậy thì được. Thôi tụi tôi đi nha cô. Chào cô. Chào luật sư Trung. Chào hai chú. Chào cô chú. Cô chú cứ ghé. Mình không cần phải đi sớm quá đâu, hai chú là được rồi. Dạ. Em vào bệnh viện thăm anh Vĩnh Kỳ và báo anh Vĩnh Kỳ biết luôn nha. Chào cô. Chào em. Mời cô ngồi. Cảm ơn. Cô có việc gì cần tư vấn không ạ? Tôi muốn gặp luật sư Vĩnh Kỳ. Thưa, có việc gì không cô? Cô có thể nói với tôi là thư ký của ảnh. Cô có thể đưa tôi đến bệnh viện để gặp luật sư được không? Không sao đâu, hai người đừng ngại. Giáo sư chủ tịch hội hiến tạng có gặp tôi và bảo tôi đến đây. Cô là cô Nhung phải không? Dạ. Thôi được, cô đi với tôi. Cảm ơn em. Anh ở lại xem văn phòng nha. Anh cũng nên nghiên cứu hồ sơ hồi nãy của hai người nông dân đó. Được rồi, cứ để đó cho anh. Chào luật sư. Dạ chào cô. Dạ, mình đi. Bích Vân, em nói đi. Sao lại im lặng thế? Thomas Birdy. Anh đang ở đâu vậy? Hương cần gặp anh. Tôi đang ở Hà Nội rồi. Khi nào anh về? Có thể 3 ngày nữa. Chào Hương nha. Birdy. Bích Vân, em đang ở đâu? Cô xung quanh đây có ai không? Vuông tôm này là của nhà em. Ai vô đây làm gì anh? Tốt lắm. Làm tốt tao thưởng cho. Dạ cảm ơn anh. Kiếm cho tao chiếc xe tải nhỏ. Ủa kiếm xe tải làm gì anh? Bộ muốn luôn tài xế hả anh? Tao lái. Nếu vậy thì mình phải đặt cọc tiền. Để tao lo. Lấy. Đi đi. Dạ cảm ơn anh. Cô ăn đi. Ở đây không có thứ gì ngon hơn món này đâu. Cô đừng nhìn tôi như vậy có được không? Dù sao đi nữa, chúng ta cũng sắp chia tay rồi. Cũng nên để lại một chút kỷ niệm nào đó tốt đẹp, đúng không? Chẳng có kỷ niệm nào đối với một kẻ bất lương chứ ông. Cô nghĩ lại xem. Từ lúc ở bên cô tới giờ, tôi có làm điều gì bất lương với cô không? Vì tôi vẫn còn giá trị lợi dụng đối với ông. Cô rất thông minh. Có khi cô như ở trong đầu tôi. Nhưng tôi có một khuyết điểm. Khuyết điểm gì? Cô biết không? Biết để làm gì? Tôi không quan tâm. Tôi cũng dễ thay đổi ý kiến vào giờ chót. Dù trước đó tôi đã có quyết định rồi. Ông dọa tôi đó hả? Tôi chỉ hành động theo bản năng mách bảo. Khi cô im lặng, cô rất đẹp. Chừng nào ông gọi cho Birdy. Hết cả buổi sáng rồi. Cô lại nói, cô lại cãi cọ. Cô rất xấu. Tôi không cần ông khen hay chê. Ông làm gì vậy? Ông không được làm ẩu nha. Tôi tự tử bây giờ đó. Trước khi cô tự tử thì tôi cũng đã làm ẩu rồi. Ông Bác sĩ nói sức khỏe của anh rất tốt. Nếu mổ, anh sẽ bình phục rất nhanh. Bây giờ chỉ còn chờ giác mạc nữa thôi. Nghĩ đến việc phải mang giác mạc của người khác, tôi thấy lạ lạ. Một cảm giác mới mẻ. Vì tôi sẽ nhìn cuộc sống bằng đôi mắt của người khác. Anh là luật sư mà tâm hồn nghệ sĩ ghê ha. Kìa, chị Nhung tới kìa. Chào em. Chào chị. Chị đưa ảnh về phòng. Đến rồi hả? Cảm ơn em nhiều. Anh Vĩnh Kỳ được chị Nhung cưng quá à nha. Chị Nhung, chị giành mất phần của em rồi. Có phải về hôn đó. Vậy thôi em đi nha. Nhưng em sắp bị người khác giành mất phần rồi đó. Ai mà ghê gớm vậy? Không phải là cô Ngọc Lan hôm trước chứ? Người này khác. Ai? Rồi anh sẽ biết. Người này đem đến tin vui cho anh đó. Ly kỳ tới vậy sao? Dạ, mời chị ngồi. Chị ngồi đi. Cảm ơn em. Chào anh Vĩnh Kỳ, tôi là Xuân, người mà anh muốn gặp. Tôi là Vĩnh Kỳ. Tôi rất vui khi biết chị ghé thăm. Nhung à, anh muốn được nói chuyện riêng với chị Xuân một chút em à. Dạ. Em chào chị Xuân. Chào em. Chị Xuân à, tôi muốn được nắm tay chị, như tôi được gần gũi với người thân yêu của mình. Từ lâu tôi mong được kéo dài cuộc sống của mình sau khi tôi qua đời. Nhưng tôi không biết phải làm gì. Cho đến khi tôi quay về Việt Nam và gặp được giáo sư. Nhờ giáo sư mà tôi biết được anh. Nếu tôi không lầm thì chị Xuân chắc lớn hơn tôi vài tuổi thôi đúng không? Anh đoán thử xem. Trên dưới 30. Đúng phóc. Nếu như bây giờ tôi mang cho anh cặp kính màu đen á thì chắc chắn mọi người sẽ nói anh là thầy bói đó. Đúng rồi. Anh sao không hỏi tôi bị bệnh gì và sống được bao lâu sao? Xin lỗi chị, tôi không dám. Tôi sợ. Tôi chỉ ước một điều. Điều gì? Căn bệnh của chị sẽ được chữa khỏi. Nhưng nếu tôi được chữa khỏi, vậy còn anh thì sao? Tôi sẽ đợi trong niềm vui. Vì tôi có thêm một người bạn mới. Một người bạn rất tử tế. Chị khóc phải không? Tôi đã làm gì khiến cho chị phải khóc? Tôi xin lỗi chị nghe. Không, chẳng có ai có lỗi gì cả đâu. Tôi khóc là vì tôi hạnh phúc. Bởi nghe anh nói, tôi cảm thấy được an ủi. Từ khi biết tôi bị bệnh nan y, người đàn ông nói lời yêu tôi đã bỏ tôi và đã có một người đàn bà khác. Chị đừng có buồn. Anh Trần Minh đã để lại cho tôi một vụ án điều tra tệ hại như thế này, hết sức kém cỏi về mặt nghiệp vụ. Vậy mà ai cũng khen lấy khen để Trần Minh là sao? Thưa đội trưởng, chúng tôi rất quý trọng anh Trần Minh. Ngoài nghiệp vụ còn gì phẩm chất đạo đức con người của anh ấy nữa. Không bao giờ nói xấu sau lưng người khác như vậy. Cô, anh Trường bớt nóng. Cô Duyên không có ý gì đâu. Thôi được rồi, chẳng qua là anh em chưa hiểu nhau thôi. Tôi không muốn các đồng chí ngồi với tôi mà lại nghĩ tới người khác. Anh Trần Minh thế này, anh Trần Minh thế kia. Rồi các đồng chí xem, anh Trần Minh có ngồi lại được cái chỗ này hay không? Vụ án này thể hiện sự tùy tiện, yếu kém trong công tác chỉ đạo của anh Trần Minh. Các đồng chí có biết anh ta đã biến công cụ của nhà nước để phục vụ cho ý đồ riêng của anh ta. Đại tá Trần Đông, ba vợ của Trần Minh, đã cảnh báo ban giám đốc. Nếu như cô Bích Vân có mệnh hệ gì thì ông ta sẽ kiện lên bộ đó. Tôi nghĩ tuy anh Trần Minh có vi phạm nguyên tắc, nhưng chúng ta cần phải xem xét lại nguyên nhân và động cơ vi phạm. Nếu như rơi vào hoàn cảnh của anh ấy thì chắc gì chúng ta làm khác hơn anh ấy. Vậy theo đồng chí, đồng chí có thể lấy cắp bí mật của quốc gia trao cho bọn tội phạm khi vợ con đồng chí bị bắt à? Tất nhiên là không. Nhưng trong trường hợp của anh Trần Minh, chúng ta không nên lồng ghép bí mật quốc gia vào đây, vì hai sự việc hoàn toàn khác nhau mà. Các đồng chí binh vực hết mình cho anh Trần Minh, khiến tôi trở thành người đơn độc, một mà chống với ba. Anh Trường đừng nghĩ vậy, rồi chúng ta sẽ hiểu nhau thôi. Vấn đề là công việc chung. Tôi xin phép. Em nhớ anh lắm. Em biết anh đang làm việc, anh không cần trả lời đâu. Chúc anh thành công, Duyên. Anh xin lỗi em Duyên. Anh biết là em yêu anh, nhưng chúng ta không thể. Nam à, tôi Trần Minh đây. Em đang ở khách sạn với Birdy nè. Làm vệ sĩ cho tay nhà giàu này cũng sướng thiệt. Em đang ngồi ngắm hồ bơi của một khách sạn nổi tiếng. Xung quanh toàn là những cô gái xinh đẹp không anh? Chúc mừng anh nha. Chuột xa hũ nếp rồi phải không? Du Xuân không quên nhiệm vụ nha. Tất nhiên rồi. Em quyết tâm đánh thành công vụ này để làm quà tặng cho anh. Cảm ơn anh. Công việc thế nào rồi? Anh, sắp hết ngày thứ 6 rồi. Có khi nào đối tượng thay đổi vào giờ chót không anh? Cũng có. Nhưng đó là do nó cảnh giác thôi. Phải kiên trì mới được. Nếu nó cố tình nhồi mình như nhồi bột thì thằng này quả là đáng gờm thiệt. Nó là một thằng nguy hiểm, quỷ quyệt nhất mà tôi từng gặp. Vậy anh nha, em thấy Birdy xuất hiện rồi. Để em xuống dưới, em cúp máy đây. Vĩnh Vân, em đang ở đâu? Em nói đi. Anh ơi, hắn bảo anh mang tiền tới chỗ tượng Đức Mẹ Bồng Con. Anh sẽ đi ngay. Hello, hello. Tôi đây, có chuyện gì không? 10 phút nữa sẽ có tỏi sẽ ra khỏi khách sạn đấy. Ok, anh yên tâm, tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh. Hello, cậu đang ở đâu? Cậu có thấy tôi không? Tôi thấy, anh cứ tiếp tục chạy đi. Ok, cậu có biết tượng Đức Mẹ Bồng Con ở chỗ nào không? Tôi sẽ dựa vào mặt anh để dẫn đường. Xe tôi là xe Honda Thắng 7. Anh có nghe rõ không? Rõ. Cậu đang ở đâu? Tôi đang ở gần anh đây. Anh đang đứng dưới gốc cây sứ đúng không? Đúng rồi. Cứ thế nha. Cậu không được làm gì trái với những gì tôi đã dặn. Tôi nhớ. lâu. Tôi nghe. Anh làm tốt lắm. Thực hiện đúng yêu cầu của tôi. Người đàn ông đó có phải là ông không? Đó không phải là chuyện của anh. Sao ông không giáo diệt ngay? Tôi cần Bích Vân. Say đắm quá, nồng nàn quá. Chắc anh phải đợi thôi. Ông hẹn tôi gặp ông trong ngày thứ sáu, mà giờ này là chiều thứ sáu rồi. Ông còn bắt tôi đợi đến lúc nào nữa? Xem ông còn giữ lời hứa hay không. Giữ lời hứa là phẩm chất, là đạo đức. Một kẻ bắt cóc tống tiền như tôi mà cũng có đạo đức sao? Bỏ đi ông bạn. Nhưng bây giờ tôi phải làm gì? Hãy đợi. Hãy cẩn thận. Đừng để mất 200.000 đô la đó. Ông không phải lo cho tôi. Nhiệm vụ của ông là phải bảo vệ Bích Vân an toàn. Anh có tin rằng tôi chăm sóc Bích Vân còn tốt hơn anh không? Alo, alo. Alo, alo. Đừng có máy. Tụi mình nói chuyện với Bích Vân. Alo, alo. Bích đây muốn nói chuyện với cô. Sao ông không đưa máy cho tôi mà lại cúp máy? Trước sau gì hai người cũng gặp nhau. Tha hồ mà nói, tôi cần tiết kiệm pin. Ở đây khó có chỗ sạc lắm. Bây giờ là chiều thứ sáu rồi. Sao ông không chịu tính chuyện tiến hành việc trao đổi đi, mà cứ nhấp nhớ hoài vậy? Tôi cần nắm chắc rõ mọi chuyện. Chỉ cần sơ sẩy nhỏ là mất cả chì lẫn chài. Mất cô, mất 200.000 đô la, thậm chí mất mạng cũng nên. Đây là một việc cực kỳ nguy hiểm. Cô hiểu không? Nhưng tôi đã quá ngán ngẩm. Tôi không thể chịu nổi nữa. Khi đàn bà nói không thể, tức là có thể. Thay vì ông nói những lời sáo rỗng vô bổ, ông nên phóng thích tôi và dành thời gian đếm tiền thì hơn. Cô biết tại sao tôi câu giờ vậy không? Vì cô đó. Vì tôi hoang đường. Không có hoang đường đâu. Cô cứ nghĩ đi. Với số tiền 200.000 đô la đó, tôi đã có chắc chắn trong tay rồi. Đó là tiền của tôi, nhờ Bích đi giữ giùm. Vậy mà cũng nói được sao? Nhưng khi tiền đã vào tay tôi rồi, lúc đó tôi phải chịu đựng một sự mất mát rất lớn, mà giá trị của nó gấp mấy lần 200.000 đô la. Vì vậy tôi phải lưỡng lự. Thôi đi. Tai tôi đã đầy ắp những lời đường mật, đạo đức giả đó của ông rồi. Trong suốt thời gian cô ở bên tôi, cô có nghĩ rằng tôi yêu cô không? Một kẻ vô lương tâm như ông mà cũng nói được lời yêu thương sao? Vậy mà tôi nói được. Cô Bích Vân à, cô nghe nè, tôi yêu cô. Ông làm tôi mắc ói rồi đó. Khủng khiếp quá đi. Ông làm gì vậy? Trước lúc chia tay, tôi chỉ muốn ngồi gần cô để thưởng thức một mùi hương mà tôi hy vọng không gặp lại. Ông sến quá đi. Làm ơn ông đừng nói nữa đi. Bây giờ tôi nói hết cho cô nghe. Cô có biết rằng đã nhiều lần tôi muốn cưỡng hiếp cô không? Ông dám hả? Nhưng điều quan trọng là tôi không làm được. Cô có biết vì sao không? Sở dĩ tôi không làm được là gì? Tôi yêu cô. Tôi muốn thuyết phục cô từ từ, nhưng không còn thời gian nữa. Chúng ta sẽ chia tay. Cô không thấy buồn hay sao? Không. Sao tôi phải buồn chứ? Vì cô phải chia tay với một người đã yêu cô say đắm. Tôi nhắc lại, tôi không bao giờ buồn về ông. Cho dù ông có chết tan xác, tôi mừng nữa là đằng khác. Vì những người đàn bà sẽ thoát khỏi được những nanh vuốt của ông, một con yêu râu xanh quái đản như ông. Tôi là một yêu râu xanh. Còn hơn thế nữa, ông là một con yêu râu xanh quái đản, bệnh hoạn. Tôi bệnh hoạn? Tôi bệnh hoạn. Cô bắt đầu hiểu tôi rồi đó. Mệt quá. Anh thấy xe đó được không? Mày mướn bao lâu? Chỗ này quen, em mướn tới 10 ngày lận. Giấy tờ đầy đủ chứ? Tất nhiên rồi, phải có đầy đủ chứ. Ồ, anh muốn công an giam xe hay sao? Mà anh có bằng lái chưa vậy? Mày lái? Đâu có được. Em kẹt chiếc ghe rồi sao em lái? Tao chỉ cần 13 ngày thôi. Tao trả tiền mày gấp đôi. Chịu chưa? Đi đâu anh? Tao sẽ cho mày biết sao. Không phải chuyện của mày. Lấy tiền đi nhậu đi. Tao không trừ tiền lương của mày đâu. Chiếc xe để đó cho tao. Dạ. Cô chuẩn bị đồ đạc đi. Khuya nay sẽ đi. Đi đâu? Cô không muốn gặp Bích đi à? Có thật vậy không? Tôi chán cái cảnh giữ cô lắm rồi. Trước khi chia tay, tôi muốn hỏi cô. Cô phải trả lời cho thật. Nếu Trần Minh là người cứu cô, chứ không phải là Bích đi, thì cô đối xử với hai người đó ra sao? Cô sẽ trở về với Trần Minh chứ. Nhưng ông hỏi điều đó để làm gì? Có liên quan gì đến ông đâu. Vì tôi muốn biết bản chất của tình yêu là gì. Tôi nói vậy tức cười lắm hay sao? Vì tôi không hiểu ông là một người như thế nào. Một con yêu râu xanh, một ông đạo thuần thành, một tên cướp giết người, hay một kẻ giàu lòng trắc ẩn, hay một tên lừa đảo. Cô ăn nói rất tàn nhẫn và độc địa, nhưng cô lại rất thông minh. Tôi chưa gặp người phụ nữ nào như cô. Bích đi nó mê cô là phải. Trần Minh không bỏ cô được cũng vì vậy. Bây giờ đến lượt tôi. Nhưng tôi khác hai gã kia là tôi chưa có được hạnh phúc gần gũi cô. Trời ơi, ông im giùm tôi được không? Tôi tưởng tượng tôi, đầu óc tôi sẽ nổ tung ra khi được hưởng cái hạnh phúc đó. Đồ khốn, tôi sẽ giết ông. Ông không được nói như vậy. Cô chửi tôi là đồ khốn, còn cô là đồ gì? Cô có nhận ra một kẻ tội phạm ghê gớm như tôi phút chốc đã trở thành một con cừu non, trong khi một tiểu thư xinh đẹp quyền quý như cô lại hết lời lăng mạ người khác? Vậy ông đáng được như vậy. Còn cô thì sao? Cô có đáng như vậy không? Tôi nghĩ là đáng. Chúng ta là những kẻ tội lỗi, không ai trong sạch và đức hạnh hết Bích Vân à. Ông không được làm vậy. Tôi sẽ tự tử ngay nếu như ông làm nhục tôi. Khi đó ông sẽ chẳng còn gì. Bích thì sẽ chẳng đưa tiền cho ông nếu tôi không còn. Cô nghĩ không có cô tôi không lấy được tiền hay sao? Bích đi nó là thằng mê gái. Nó mê cô. Nó sẵn sàng đưa tiền trước khi nhận lại cô. Đó là điều kiện của tôi. Không. Không bao giờ. Bích đi không ngây thơ đến mức để em dễ dàng xỏ mũi như vậy. Tại sao lại ngây thơ? Có một gã si tình nào mà chẳng ngây thơ. Đó là bản chất của tình yêu. Nếu cô nghĩ như tôi thì cô sẽ thấy rằng cô đang hủy hoại Trần Minh. Vì anh ta rất yêu cô. Thậm chí biết rằng cô có mối quan hệ mờ ám với Birdy. Bây giờ tôi chẳng còn gì giấu giếm nữa. Tôi bắt cóc cô là vì tôi muốn rửa hận tôi Trần Minh. Tôi thấy tội nghiệp cho anh ta. Anh ta chẳng biết làm gì đối với cô, ngoài việc để cho tâm hồn bị dày vò đau đớn. Cô thật là tàn nhẫn. Cô biết điều đó. Cô đã trả thù anh ta bằng cách là cô để xa vào tay gã ngoại kiều đó. Tôi đã từng rơi vào hoàn cảnh của Trần Minh. Vì vậy tôi giết một kẻ phản bội lòng tin của tôi. Tôi Birdy đây. Ông nghe cho rõ đây. Tôi nghe. Bích Vân có khỏe không? Bích Vân ở đâu? Đúng 9 giờ tối nay ông đem tiền tới chùa Phổ Đà Sơn. Được. Bích Vân có ở đó không? Không được nói nhiều. Alo. Đừng gọi máy. Nghe, cô Nam chuẩn bị 9 giờ tối nay tại chùa Phổ Đà Sơn. Cậu có biết chỗ đó không? Tôi biết. Cậu ăn cơm đi. Tôi phải có mặt ở đó trước 9 giờ. Anh yên tâm đi. Tôi đã ăn cơm rồi và đã sẵn sàng đây. Tốt lắm. Tôi sẽ ra khỏi khách sạn đúng 8 giờ 20 phút. Ok. Trần Minh đây. 9 giờ tối nay tại chùa Phổ Đà Sơn. Tôi biết rồi. Đâu vậy? Anh đang ở ngoài bờ biển. Hoàng hôn ở đây đẹp lắm. Phải chị của em ở đây hả? Em đang làm gì? Hai cô cháu vừa mới ăn cơm xong. Em đang ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân. Mấy Trọng đang chờ chiếc xích đu mà anh mới mua đó. Cô cậu thích lắm. Xuân Khánh à? Gì hả anh? Bỗng dưng anh thấy nhớ em quá. Em cũng nhớ anh nữa. Anh giữ gìn sức khỏe nha. Cô nói chuyện với ba con phải không? Bé Trọng đó anh. Trọng, nói chuyện với ba không nè? Con nói. Ba ơi, ba ăn cơm chưa? Ba đang ở đâu vậy? Ba ăn cơm rồi. Ba đang đi công tác xa. Ba mau mau về nha. Ba sẽ về sớm mà. Con ở nhà phải nghe lời cô Xuân Khánh nghe chưa? Cô Xuân Khánh là mẹ của con đó. Cô ơi. Hả? Ba con nói cô là mẹ của con đó. Vậy sao? Cô phải hỏi ba đã. Bà mẹ bớt đất dĩ này đến bao giờ đây? Mãi. Anh gửi bé Trọng cho em nha. Tạm biệt em. Anh Minh. Sao lâu vậy? Giờ đi đâu? Nhiều chuyện. Mở cửa xe. Hello, tôi Birdy. Tôi đã đến đúng địa điểm quy định. Tốt lắm, tôi thích ông rồi đó. Người dân mình có khác, rất đúng giờ. Bích Vân đâu? Tôi mới nói chuyện với cô ấy. Ông yên tâm, người đẹp của ông chỉ ngủ một lát thôi. Ông làm như vậy, tôi cho biết. Nếu Bích Vân bị hại, tôi sẽ không trả dù chỉ một đồng. Đừng nóng Birdy, tôi đâu có dạy vậy. Bích Vân phải hoàn hảo khi về với ông chứ. Có vậy ông mới trả tiền cho tôi chăm sóc Bích Vân từ bấy lâu nay. Ông nói đi, bây giờ tôi phải làm gì? Tôi muốn thấy tận mắt số tiền đó, 200.000 đô la. Tôi muốn được nhìn thấy Bích Vân trước khi giá tiền cho ông. Ông sợ tôi gạt ông sao? Tôi không sợ, nhưng đó là nguyên tắc của bất kỳ cuộc giao dịch nào. Các ông có câu tiền trao cha mướt. Tôi chỉ muốn làm theo tập quán đó. Vậy tức là ông còn nghi ngờ tôi. Thôi được, ông hãy trở về với sự nghi ngờ đó và nguyên tắc giao dịch của ông đi. Lát nữa cô Bích Vân tỉnh dậy, tôi sẽ kể cho cổ nghe. Cổ sẽ hiểu tình cảm của ông đối với cổ nặng nhẹ như thế nào. Không, chào ông. Đừng có máy, tôi muốn thương lượng. Tôi nói ông làm gì, ông quên rồi sao? Tôi nhớ. Vậy thì đi làm đi. Alo. Sao lâu vậy? Phải làm gì bây giờ? Alo, tôi nghe. Ông rời khỏi chỗ đó ngay. Tôi phải đi đâu? Chừng nào gặp Bích Vân? Đi đâu là do tôi. Ông coi tôi là gì của ông? Ông có còn muốn gặp Bích Vân không hả? Nhưng tôi sẽ phải đi đâu nữa? Ông nói đi. Ông có thả Bích Vân ra không? Tôi sẽ gặp ông ở căn nhà quan, dốc ô quán, đường Hạ Long. Alo. Alo, tôi nghe. Tôi đang đến nơi ông yêu cầu. Tốt lắm. Ông đang ở đâu? Ông nói ra đi. Ông không có quyền ra lệnh, mà chỉ thực hiện theo yêu cầu của tôi. Bây giờ tôi phải làm gì? Tôi đã đến bãi dâu. Bây giờ ông hãy đến căn nhà quan, dốc ô quán, đường Hạ Long. Ok. Tôi đã đến ngôi nhà hoang. Bây giờ tôi phải làm gì? Tốt lắm. Để cặp xuống đó sẽ có người đến kiểm tra. Với điều kiện tôi phải nhận thấy Bích Vân. Điều kiện của ông sẽ được giải quyết. Hãy nhìn trước mặt đi. Bích Vân. Birdy. Alo. Tôi đã thấy rồi. Tôi đưa tiền cho ông ta nhé. Được, bảo cho ông ta kiểm tra. Hãy trả lại Bích Vân. Chúng ta đã thỏa thuận. Tao không muốn như vậy đâu. Không được. Để Bích Vân lại. Khả không đã lấy tiền rồi. Mày muốn chết à? Tao bắn mày mấy sọ bây giờ. Thả quay ra. Tao đã đợi mày lâu lắm rồi. Mày không nên xen vào chuyện này. Tao nói cho mày biết, khôn hồn thì phải tránh xa ra, còn tao bắn nát tao bây giờ. Tao và mày sẽ nói chuyện phải trái với nhau. Người đàn bà này là vợ của mày, chứ không phải vợ của thằng kia à. Trần Minh, mày không còn tư cách gì với người đàn bà này. Thằng Tây nó đem tiền nó cho tao. Người đàn bà này thuộc về nó, không phải là mày. Mày hiểu chưa? Im đi. Quý là vợ của tôi. Anh là tên tội phạm đang bị truy nã. Tôi khuyên anh nên thả quấy ra để được hưởng sự khoan hồng. Khoan hồng? Mày đừng hòng dụ dỗ tao như đứa con nít. Tao biết tội của tao đáng xử tới 4 án tử hình. Bây giờ khoan hồng giảm 1 còn 3. Dù gì tao cũng đi đứt cuộc đời này rồi. Bây giờ tao có tim của thằng Tây và có người đàn bà đẹp của mày, chứ còn hạnh phúc tao bằng. Tôi nói lần chót, anh phải thả quấy ra, nếu không tôi sẽ bắn. Tao biết mày nổi danh thiên xạ, nhưng trước khi tao chết, con vợ của mày đã ăn nguyên bàn đạn AK của tao rồi. Mày hiểu chưa? Anh Trần Minh, tôi xin anh đừng làm liều. Biết vẫn có chuyện gì, tôi không thể sống bình yên được. Tôi yêu cậu ấy. Anh im đi. Anh còn nói giọng đó với tôi nữa hả? Anh đang làm điều sai trái, làm điều phạm pháp, anh biết không? Giữa anh và tên tội phạm đó không hề khác nhau. Nhưng Bích Vân không còn yêu anh. Anh đã bỏ rơi cô ấy. Cô ấy sẽ lý gì anh để sống với tôi? Bãi chiến trường giờ đây, giờ chỉ còn một người chồng đau khổ và một người tình lãng mạn hào hoa. Hai đứa mày đấu với nhau đi. Bây giờ tao giàu to rồi, ta hưởng thụ của người đẹp. Mày cầm đi. Tao đếm từ 1 tới 3. Nếu mày không thả cô ấy ra, tao sẽ bắn. Đừng, anh Trần Minh, anh sẽ làm hại cô ấy. Mày bắn đi. Tao thách mày đó. Trước khi tao chết, con vợ của mày đã theo tao xuống địa ngục rồi. Bắn đi. Mày bắn đi. Không. Không, không, không được bắn. Anh tránh đi. Anh chỉ nghe cản trở thôi. Cứu em. Anh ơi, cứu em. Không được. Trời, anh chỉ khiến Vĩnh Vân bị nguy hiểm thôi. Buông ra. Hắn đâu rồi? Vĩnh Vân. Thôi rồi, hắn đã giết cô ấy rồi. Chính anh đã giết hại cô ấy. Anh ra đây làm gì? Điều còn có anh, mọi chuyện sẽ khác đi. Anh im đi không? Tiếng súng không phải của hắn. Nấu cá và báo công an. Đừng hòng mày tóm được tao. Không biết thằng Tài trốn thoát được không, hay là nó ôm tiền nó bỏ trốn. Còn như tôi rồi, tao bắn nát đầu bây giờ. Bây giờ anh đây. Cô anh đây, em yên tâm. Sao giờ này anh mới tới? Anh có biết là em đau đớn nhục nhã ê chề như thế nào không? Anh xin lỗi, anh đã cố gắng hết sức rồi. Xin lỗi. Anh chỉ xin lỗi là xong sao? Bình Dân à, em hãy bình tĩnh lại đi. Em đừng kích động quá. Anh sẽ đưa em về nhà. Không, tôi sẽ không về với anh. Tôi sẽ về với Birdy. Chính Birdy mới là người đã cứu tôi, chứ không phải là anh. Bình Dân. Anh Bình ơi. ơi, anh Minh ơi, anh Minh đừng bỏ em, anh Minh ơi, anh Minh, anh Minh ơi, anh Minh, anh Minh, anh Minh ơi, anh Minh, anh Minh. Anh Hai ơi, anh Hai, anh Hai, anh Hai hả? Anh Hai. Gì vậy em gái? Anh Hai à, anh có biết anh Trần Minh đi đâu không? Trần Minh bị đình chỉ công tác. Anh nói với em rồi mà. Em biết, nhưng mà khi anh gửi bé Trọng cho em, anh không có nói là đi đâu hết á. Nhưng mà có chuyện gì? Sao thấy em lo lắng quá vậy? Em nằm mơ thấy ảnh. Ảnh sao? Ảnh chết anh à. Trời ơi, chẳng qua là em lo lắng quá rồi tưởng vậy thôi. Không đâu, em thấy rõ khuôn mặt trắng bệch của ảnh. Thôi, nghe anh nè. Vô em mệt quá, em ngủ không được nên tưởng tượng lung tung vậy thôi. Bây giờ nghe anh về phòng ngủ đi, tỉnh dậy là không có chuyện gì đâu. Em không ngủ được đâu. Nhưng mà em cũng không hiểu tại sao bữa nay em lại như vậy nữa. Anh Hai à, nếu chẳng may anh Minh có bề gì, em không biết em phải sống như thế nào nữa. Trời. Thì anh nghĩ em vẫn sẽ sống vui vẻ, thoải mái, hòa đồng với mọi người, với cuộc sống chung quanh mà. Vì em có anh Trần Minh bên cạnh, dẫu em biết rằng anh đã có Bích Vân. Tình hình của anh thế nào rồi cô? Rất nguy kịch, phải chuyển về thành phố mới có hy vọng. Anh có thể cứu được không cô? Tôi không rõ. Em à, em liệu rồi cuộc tình đơn phương này sẽ kéo dài đến bao giờ? Sao anh biết là đơn phương? Em tin rằng Trần Minh yêu em. Xuân Khánh à, em lúc nào cũng nhìn cuộc đời bằng con mắt lý tưởng hết á. Trần Minh làm sao có thể hẹn thề về với em được, trong khi Bích Vân còn sờ ở đó, mặc dù là trên mặt giấy tờ. Nhưng em cảm nhận được hơi ấm của tình yêu trước ngày ảnh ra đi. Khánh, nghe anh hỏi thiệt nha, rồi trả lời thiệt cho anh. Em và Trần Minh đã có gì chưa? Có gì là có gì? Trời ơi, con nhỏ này. Em còn bắt anh giải thích nữa hả? Thì em không biết thiệt mà. Thiệt tình, Nói vậy mà em vẫn chưa hiểu nữa hả? Em làm bác sĩ pháp y làm gì? Ý anh nói là hai đứa đã có... Em biết rồi. Anh á, anh chuyên môn nói tầm bậy tầm bạ không, không có chuyện đó đâu. Nhưng... Nhưng sao? Anh đã ôm em thật chặt. Vậy có hôn em chưa? Anh nói chuyện đâu đâu không à. Đừng có suy bụng ta ra bụng người nghe chưa. Bởi vì theo anh nghĩ á, theo dân phạm của tình yêu á, là nó phải vậy. Nếu mà nó không phải vậy á, thì là sai dân phạm của tình yêu. Trời ơi. Thôi, về ngủ đi, cô em gái lý tưởng của tôi. Khi Trần Minh về á, anh sẽ kể cho hắn nghe chuyện cô em gái lý tưởng phải thức đêm qua gõ phòng anh vì hắn như thế nào. Tốt nhất á là anh đừng nên nói gì cả. Anh sẽ không nói gì hết nếu như hắn không có hỏi. Anh ấy sao rồi bác sĩ? Anh Trần Minh ơi! Tại sao lại như vậy? Tại sao chứ? Anh ấy sao rồi bác sĩ? Anh Trần Minh ơi! Tại sao lại như vậy? Tại sao chứ? Alo Duyên. Duyên ơi Duyên. Có chuyện gì vậy anh Nam? Sao anh Nam khóc vậy? Anh Trần Minh, em tới bệnh viện gấp đi em. Anh Trần Minh sao? Anh Nam nói đi. Em tới bệnh viện gấp đi. Anh ấy chết rồi. Bà Xuân đóng cửa giùm con đi má. Má ơi. Con đi đâu mà đêm hôm vậy? Con đi công tác đột xuất mà má. Má đừng có hỏi nữa. Đi công tác sao mà ăn mặc vậy? Ủa sao con lại khóc? Có chuyện gì vậy? Con đến bệnh viện. Làm gì? Một anh trong đội bị tai nạn. Cậu nào vậy? Má hỏi làm gì? Thôi con đi nha má. Khoan. Con gái con đứa ra đường ban đêm ăn mặc phong phanh vậy, chợ máng chút. Anh Trần Minh đâu rồi? Anh Trần Minh đâu rồi? Duyên à, em cần phải hết sức bình tĩnh Duyên. Bình tĩnh cái gì chứ? Em chỉ hỏi anh Trần Minh đâu rồi mà. Sao anh Mân, anh Nam, anh Hào đều có mặt ở đây, còn anh Trần Minh không có. Anh Trần Minh đi đâu rồi? Duyên ơi, em đừng có nói nữa được không? Anh đã nói với em rồi, anh em mình phải đoàn kết trong giờ phút này. Anh em mình phải cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát quá lớn này. Không, em không tin. Em không tin. Anh Trần Minh không thể chết được. Anh đang ở nhà với bé Trọng. Anh đang ngủ. Và ngày mai sẽ gặp lại chúng ta. Anh không thể nào chết được. Anh Minh ơi, sao lại bỏ tụi em mà đi mãi mãi hả anh? Người đàn bà đó có gì đâu mà phải liều mạng như vậy. Bé Trọng rồi sẽ ra sao đây? Em rồi sẽ ra sao đây hả anh Minh ơi? Duyên à, dù gì thì anh Minh cũng đã hy sinh rồi. Tất cả chúng ta đều tiếc thương cho anh ấy. Nhưng người đã chết không thể sống lại được em à. Em phải can đảm đứng dậy. Chúng ta còn nhiều việc phải làm. Em không biết có đứng dậy nổi hay không. Tại sao ông trời lại ác nghiệt như vậy? Tại sao người tốt lại chết mà người xấu lại sống nhẫn nhơ như vậy chứ? Duyên à, cuộc đời là như vậy em à. Em không nên tuyệt vọng. Anh Minh sẽ luôn ở trong tâm trí của tất cả anh em mình. Sự hy sinh của anh Trần Minh chính là tấm gương để tất cả anh em chúng ta cùng nói theo trên con đường chống tội phạm. Em biết anh nói gì mà, nhưng trong giờ phút này em xin các anh hãy để cho em được khóc. Khóc hết nước mắt, khóc cho trái tim em khô lại vì tình yêu của em dành cho anh ấy. Anh hiểu. Hãy cứ làm những gì em cần làm. Anh Mân à. Em nói đi. Việc em cần nhất bây giờ là hãy cho em gặp anh Mân lần cuối nha anh. Mọi người thấy sao? Ừ, được. Anh Mân đưa Duy vô trong đi. Nhưng mà em phải hứa với tụi anh là em phải hết sức bình tĩnh nghe không? Em hứa. Đi em. Vậy là Duyên yêu anh Trần Minh à? Bây giờ em mới biết sao? Cho em nhìn mặt anh Trần Minh lần cuối đi. Em hứa sẽ không xin gì nữa đâu. Khi anh còn sống, em muốn vuốt mặt anh mà không được. Đến khi em làm được rồi thì anh đã xa em mãi mãi. Anh Minh ơi, sao số phận lại khắt khe với em như vậy chứ? Cô Bích Vân, hôm nay cô ở đâu vậy? Ông bà trông cô quá chừng luôn á. Ba! Hả? Bà ơi, con nó về rồi bà ơi. Hả? Mẹ! Bích Vân! Con, vậy mà mẹ tưởng không thể nào gặp lại được con nữa chứ. Con, sao con lại gian trưng hoạn nạn như vậy? Không đêm nào mà mẹ không cầu nguyện cho con được tai qua nạn khỏi hết đó. Bích Vân, ba có chuyện muốn nói với con. Con được an toàn trở về, ba vô cùng mừng rỡ. Con biết không, thằng Trần Minh chồng của con, nó giấu nhẹm cái chuyện này, không cho ba biết chuyện con bị bắt cóc. Cách đây không lâu, ba có dịp gặp ông Ba Lâm, giám đốc công ty của con. Ba mới biết sự thật. Ba lập tức khiếu nại lên ban giám đốc sở về vụ bê bối này. Vậy là Trần Minh bị đình chỉ công tác. Nhưng mà làm sao con về được đây? Anh em bên công an họ giải cứu con hả? Dạ. Bà thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Cậu để quý trường này khá lắm. Nó về thay vị trí thằng Trần Minh là phá án liền. Thì con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh chứ ông. Ba cậu Trường là anh Sung, vụ trưởng vụ tổ chức Bộ Công Thương. Mà lại... Nhưng mà người cứu con không phải là anh Trường nào đó mà ba mẹ nói. Vậy là ai? Là chồng con, anh Trần Minh. Không thể nào, nó bị đình chỉ công tác rồi mà. Nhưng chính anh đã cứu con mà. Nhưng mà có chuyện gì vậy con? Sao con lại khóc? Nó ngược đãi con phải không? Anh mất rồi ba mẹ ơi. Hả? Cái gì? Nó mất rồi hả? Con... Nhưng mà tại sao? Anh bị hung thủ bắn ở Vũng Tàu, vết thương quá nặng, bệnh viện ngoài đó phải chuyển về thành phố. Nhưng anh không qua khỏi. Trước mặt ba, con từng tố cáo Trần Minh không tiếc lời. Thậm chí ba mẹ nghĩ đến chuyện hai đứa sẽ ly dị. Nhưng sao bây giờ con lại thay đổi thái độ đột ngột như vậy? Những gì con vừa trải qua thật sự là một trải nghiệm vô giá. Con đã học được nhiều điều về con người, khiến cho con nhìn họ không hề đơn giản như con đã từng nghĩ trước kia. Đó là cả một thế giới nội tâm vô cùng phức tạp. Tên hung thủ đã bắt cóc con với mục đích ban đầu là giết con, nhân danh đạo đức tôn giáo thần bí của hắn. Nhưng hắn không giết con, mà biến con thành con tin để kiếm tiền chuộc. Để rồi cuối cùng, hắn lại bất ngờ tuyên bố yêu con và tiếp tục bắt con đi cùng với số tiền mà hắn đã chiếm đoạt được. Nếu anh Minh không có mặt kịp thời thì chắc con không gặp ba mẹ được nữa rồi. Con gái yêu của mẹ, sao con lại gian trưng như vậy? Vậy mà ba mẹ thật vô tâm, không hề hay biết con đã đau khổ giường nào. Ôi, mẹ đừng tự dày dò mình làm gì. Dù sao con cũng đã về với ba mẹ rồi. Chỉ có điều chồng con, anh ấy không cùng về để chào ba mẹ. À, con có nói chi tiết tên cướp đem con ra làm con tin đòi tiền chuộc, có đúng vậy không? Dạ đúng. Vậy ai đã đem tiền ra nộp cho hắn để chuộc con về? Thì thằng Trần Minh, chồng của nó chứ ai. Ông khéo hỏi quá. Ba con ổng về hưu rồi mà vẫn máu me mấy cái món điều tra này như vậy đó. Nhưng tôi đang hỏi con, bà cứ chặn lại là sao? Để cho nó nói đã. Sao không hỏi Bích Vân coi chồng nó hy sinh như thế nào? Nghĩa tử là nghĩa tận. Ông cũng không nên chấp nhất con rể để làm gì. Chuyện đó là đương nhiên rồi. Nhưng ba muốn biết ai đem tiền chuộc con. Thôi được, nếu bà muốn biết thì con sẽ nói. Người nộp tiền chuộc cứu con là bạn trai con, anh Thomas Birdy, người Mỹ, giám đốc công ty The Green Valley Corporation. Con quan hệ với chàng này như thế nào? Ba nghĩ quan hệ anh chàng người Mỹ với con không phải đơn thuần chỉ là tình bạn. Ngạn ngữ Pháp có câu tình bạn giữa một người đàn ông với một người đàn bà là láng giềng của tình yêu. Chỉ vì yêu con, anh chàng này mới dám mở rộng hầu bao như vậy. Rồi Trần Minh có biết chuyện này không con? Con nghĩ là ảnh biết. Rồi thằng Trần Minh có phản ứng gì không? Dạ có. Vì vậy mà anh đã bất ngờ can thiệp, để rồi nhận lấy cái chết bi thảm. Mà con tới một mình, còn thằng Trọng đâu? Trước khi ghé ba mẹ, con có ghé về nhà, nhưng cửa nào đóng kín không thấy ai hết. Cô không biết nó đang ở đâu nữa. Alo. Làm ơn, cho tôi gặp Bích Vân. Bích Vân, có người tìm con nè. Alo. Anh Birdy đây. Sao anh biết số nhà em mà anh gọi vậy? Anh lo lắng cho em quá, nên anh gọi cho Hương, bạn em. Cậu ấy cho anh số điện thoại này. Anh chưa ngủ sao? Anh nhớ em quá. Em thì không thể nhớ anh được rồi. Tại sao? Em còn sợ điều cấm kỵ nào nữa đây? Bây giờ em hoàn toàn tự do. Chưa bao giờ em thấy mình bị ràng buộc với anh ấy như bây giờ. Chính vì vậy Bích Vân, em đã thay đổi. Cái chết của anh ấy đã khiến em thay đổi. Thôi, em còn nhiều việc phải làm. Bích Vân. Đi. Con xuống chào ông bà ngoại đi rồi đi học nha. Con chào ông bà ngoại. Giỏi quá. Bé Trọng ngoan quá. Con sáng chưa? Hồi nãy con ăn với ông rồi. Ông quên rồi sao? Cái ông này mới đó đã quên rồi. Con chào ông bà ngoại, con đi học. Giỏi. Qua đây. Qua đây bà ngoại thương cái nè. Giỏi lắm nè. Trọng đi học nha. Có điểm 10 về bà thưởng nha. Con đi học nhà trẻ đâu có điểm 10. Trời. Bà lại quên nữa rồi. Bà xin lỗi con nha. Cái miệng mà mới bị lớn mà sao khôn lắm nè. Con đi học nha. Dạ. Qua đây. Thưa ba mẹ, con đi làm. Cẩn thận xe cộ nghe con. Dạ. Dạo này á, tụi nó chạy xe ẩu lắm đó. Dạ. Tôi không hiểu sao á, con bé này nó rước khổ vô thân. Trong khi con người ta có mẹ đó, mà nó rước về nhà mẹ con ngọt xớt à. Tôi với ông có cháu ngoại hồi nào, mong quá chừng mà con không có mà. Vậy mà thưa ông bà ngoại con đi học, tôi mắc cỡ quá chừng luôn. Thì nó muốn giúp đỡ cậu Trần Minh thôi mà. Trần Minh á là đứa tử tế tốt bụng, lại là bạn thân của Xuân Vinh nhà mình nữa. Bởi vậy con bé Xuân Khánh nó muốn giúp đỡ Trần Minh thì cũng phải thôi. Mà kệ nó đi bà ơi, hơi đâu bà lo để cho nặng cái đầu đau cái bao tử nữa. Kệ kệ cái gì, ông lúc nào cũng kệ. Đến khi vợ Trần Minh nó tới tạt axit, nó ghen rồi lúc đó ông tính sao đây? Mình làm cha làm mẹ phải có trách nhiệm với nó chứ. Nhưng mà từ khi Xuân Khánh còn nhỏ tới bây giờ á, nó luôn luôn là một đứa con ngoan hiền. Sao mà tôi nào lớn tiếng với con được bà? Tôi có nói là ông la đâu. Tôi nói ông là hãy tỉ tê to nhỏ, ông cứ phân tích phải trái cho nó nghe. Chứ bây giờ nó cứ như là người uống thuốc mê vậy đó. Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với con. Nhưng mà bà đừng có chuyện bé xé ra to nha, không có tốt đâu. Mà lỡ Xuân Khánh yêu Trần Minh thì sao ta? Thì sao nữa, tai họa tới chứ làm sao. Thôi được rồi, chiều nay nó đi làm về á, tôi sẽ nói chuyện thiệt hơn cho nó nghe. Ông nói trước á, tôi đỡ phải mệt. Tôi lo từ hôm bữa tới giờ ông biết không? Chào anh Vinh. Chào anh. Sáng nay giờ họp hả? Ừ. Anh à, với anh lúc này có gì mới không? Tất nhiên là phải có rồi. Hôm nào xuống biết liền. Nè, ông có nghe tin gì chưa? Chưa. Tin gì vậy? Trần Minh đội trưởng đội 1 vừa mất. Làm gì có. Ai nói với anh vậy? Hồi nãy nghe anh em họ nói Trần Minh phán ngoài Vũng Tàu bị hung thủ bắn trọng thương, chuyển về bệnh viện thành phố đêm qua vừa mới mất. Trời ơi, sao lại như vậy được chứ? Trần Minh nữa là Trần Minh. Anh Vinh à, anh bình tĩnh lại coi. Sao lại để chuyện này xảy ra chứ? Con chào cô. Rồi. Chúc chiều ba con tới rước con nha. Để má phải đi làm về trễ. Rồi, bye bye con ha. Đi học ngoan nha. Dạ, em chào cô. Dạ. Rồi, em đi xa ha. Chiều má đón kìa. Alo, anh Xuân Vinh hả? Có gì mà gọi em sớm dữ vậy? Anh đang ở sở, sáng nay họp. Anh nói với em chuyện này, nhưng em phải bình tĩnh mới được. Em đi làm chưa? Em đang ở đâu vậy? Em đưa bé Trọng đi nhà trẻ. Em đang ở nhà trẻ nè. Nhưng mà có chuyện gì? Ba mẹ đang có chuyện gì hả? Ba mẹ không sao. Nhưng mà có chuyện gì vậy anh? Anh nói mau đi. Trần Minh đã hy sinh rồi. Trần Minh vừa mất đêm qua trên đường phá án. Anh hai, anh hai đừng có giận với em vậy mà. Anh giận trước tính mạng đồng đội của anh hay sao? Khánh à, tại sao lại như vậy? Minh ơi. Cô ơi, sao cô khóc vậy? Cô nói cho chồng nghe đi. Cô bị đau bụng, cô khóc cho hết đau bụng thôi hả? Đau bụng mình khóc là hết hả cô? Con vô học đi nha. Cô đừng đau bụng nữa nha. Anh Minh ơi. cho tôi gặp anh Trần Minh. Xuân Khánh, ở đây đâu cần khám nghiệm tử thi đâu mà cô đến. Duyên, Xuân Khánh là bạn của anh Trần Minh mà. Em đi theo anh. Em nghĩ ông Trường sẽ không bỏ qua cho em việc em nói dối ông ấy để đi phá án với anh Trần Minh. Khả năng đó có thể xảy ra vào lúc này, khi mà ông Trường muốn nhận mặt chúng ta để củng cố vị trí của ông ấy. Mọi người ơi, giúp tôi một tay. Bình tĩnh đi em. Anh Mừng, sao vậy anh? Tôi vừa dở tấm phủ ra là cô ấy xỉu liền. Thôi được rồi anh đưa cô ấy về đi. Ừ, đi em. Dù các nông dân nhà mình kiện đòi quyền thừa kế đang gặp rất nhiều khó khăn, em không biết phải xử lý như thế nào nữa. Khó thế nào? Thôi, anh đang bệnh, em không muốn anh bận tâm. Vậy cậu vô đây gặp tôi để làm gì? Anh có nói hết đầu đuôi cho anh rõ đi. Anh đã cho phép rồi. Thế này, em nắm được nguồn tin của mấy tay cò chạy mối đất. Họ cho biết là ông chủ tịch huyện đã đặt cọc mua lô đất đó, nên tòa không muốn thụ lý. Sao kỳ cục vậy? Tòa án chứ đâu phải là nhà riêng của họ đâu, sao tùy tiện vậy? Bây giờ cậu với Nhung tính sao? Tòa chưa trả lại đơn khởi kiện, nhưng mà có mời người dân lên, nó xa nó gần gì đó, đề nghị thương lượng chứ đừng khởi kiện nữa. Thương lượng là sao? Không thụ lý làm sao thương lượng? Mà tòa họ còn nói gì thêm nữa không? Họ gợi ý bên đi kiện nhận một ít tiền bồi thường của bên bị đơn, rồi rút đơn kiện lại. Nếu mình không rút? Nếu không rút thì tòa sẽ trả lại đơn và không thụ lý nữa. Anh Vĩnh Kỳ, nếu như họ trả lại đơn thì anh tính sao? Tòa không thụ lý đơn là bế tắc đó. Mình chỉ có quyền khiếu nại lên chánh án, và sau đó chánh án bác đơn nữa là xong. Theo xu thế này, khả năng bác đơn là rất lớn. Tham nhũng như cái giò bạch tuộc, chúng cấu kết với nhau hút máu dân lành. Anh, coi chuyện này cũng rắc rối nữa nè. Hễ em Nhung mở miệng ra là rắc rối, chẳng thấy ngọt ngào du dương chút nào hết. Em chỉ du dương ngọt ngào với một người thôi. Má em phải không? Hèn chi anh ế độ là phải rồi. Anh đáng được thưởng danh hiệu lắm đó. Em tặng anh hả? Ừ. Danh hiệu gì vậy? Thiên hạ đệ nhất vô duyên là anh đó. Đó, anh Vĩnh Kỳ thấy không? Có mặt anh ở đây mà cổ còn đá vào lái em nữa, huống chi là ở văn phòng không có anh ở đó. Cổ còn bạo hành văn phòng với em nữa. Trời, bầm dập hết người anh ơi. Nhưng mà hồi nãy Nhung vừa nói cái chuyện rắc rối gì vậy? Em xin giảm tiền đóng tạm ứng án phí do hoàn cảnh khó khăn cho họ, mà không được, trong khi mấy người dân thì lại quá nghèo. Giúp cho người nghèo cũng thiệt là khổ. Nhưng mà mình không giúp cho họ thì ai giúp đây? Bây giờ tiền đâu đóng tạm ứng án phí cho họ hả anh? Án phí càng ngày càng cao, là một trở ngại lớn cho dân nghèo đi kiện. Văn phòng của mình đành phải cho họ mượn tiền thôi. Dạ, anh ngồi với mấy người bạn đó giáo sư. Cảm ơn cô. Dạ. Có cả cô Nhung, cậu Trung. Sao mà đông đủ vậy? Chào giáo sư. Chào giáo sư. Mời giáo sư ngồi. Cảm ơn. Cậu Vĩnh Kỳ cứ để tôi tự nhiên. Hôm nay giáo sư có việc gì mà vui vậy? Chắc có ai đó mới giúp đỡ, tài trợ cho hội mình đúng không? Tin này còn quan trọng hơn. Giáo sư làm em hồi hộp quá à. Em sắp bể tim ra luôn rồi đây nè. Còn em á, em sắp đứng tim rồi nè. Cậu Vĩnh Kỳ đã có giác mạc thay thế. Hay quá. Các đồng chí, chắc chắn mỗi người trong chúng ta, tuy không ai nói ra, nhưng cũng đều chung một tâm trạng. Đau thương, mất mát. Một sự mất mát quá to lớn. Tôi đề nghị tất cả các đồng chí hãy hướng về người đồng chí thân thương, dũng cảm, đã hy sinh bản thân mình để bảo vệ cuộc sống yên lành của nhân dân. Đồng chí Trần Minh mãi mãi đồng hành cùng chúng ta. Tôi thay mặt anh em cầu mong linh hồn của đồng chí được siêu thoát. Đơn vị đang chuẩn bị lễ tang long trọng và đề nghị cấp trên truy tặng danh hiệu anh hùng cho đồng chí ấy. Sau đó sẽ đưa đi an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo đúng nghi thức. Những điều anh vừa nói đương nhiên là phải làm rồi. Nhưng mà có một số điều anh chưa được biết. Chuyện gì vậy? Khi còn sống, anh Trần Minh tham gia vào hội hiến tạng cứu người. Hồ sơ đăng ký và giấy cam kết có tính pháp lý được lưu trữ tại văn phòng luật sư Vĩnh Kỳ. Anh em chúng tôi đều theo gương anh Trần Minh đã tham gia vào hội. Vậy tổ chức có biết chuyện này không? Hiển nhiên là biết. Và ban giám đốc rất hoan nghênh, vì đây là hành động nhân đạo, quên mình cứu người, bản chất của những người chiến sĩ công an nhân dân. Anh Trần Minh đã cam kết những gì? Duyên à, em nói chi tiết cho anh nghe đi. Đó là sau khi người tình nguyện qua đời thì một trong số các bộ phận thân thể của người ấy sẽ được ghép cho những bệnh nhân có nhu cầu và thích hợp. Như vậy, có khi một người chết mà cứu sống được 5-6 người khác. Nhưng nếu như vậy thì kế hoạch phải thay đổi rồi. Vâng, tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta phải thực hiện theo nguyện ước của người quá cố. Thật là đặc biệt và linh thiêng. Trước khi xảy ra cuộc đối đầu cuối cùng với tên tội phạm, anh Trần Minh cứ nói với tôi về cái chết, sự luân hồi, thác sinh của nhà Phật. Anh ấy khiến cho tôi rất ngạc nhiên, như có điểm báo trước vậy. Nếu như vậy thì sau khi thực hiện xong nguyện vọng của anh Trần Minh thì tang lễ mới được cử hành. Không biết phải kéo dài bao lâu. Đặt trường hợp gia đình của anh ấy, chẳng hạn như mẹ, vợ không đồng ý thì sao? Mẹ anh ấy đã ký giấy chấp thuận rồi. Còn vợ của anh ấy, tại sao lúc đó chị ta lại không ký giấy? Hoàn cảnh gia đình của anh Trần Minh rất là ghê cấn. Vào lúc đó, chị ta có thể nói là gần như ly thân với anh Trần Minh để chạy tìm một mối quan hệ khác. Một người rất giàu có và rất yêu chị ta. Đó là Thomas Birdy. Anh ta đã thuê tôi làm vệ sĩ cho anh ta trong suốt cuộc hành trình Và nhờ vậy tôi biết được nhiều điều về mối quan hệ giữa Bích Vân và anh ta. Đồng chí Trần Minh có biết mối quan hệ này không? Tôi nghĩ là có. Vậy thì tại sao? Đơn giản, vì anh ấy quá yêu chị ta. Anh ấy như một con côn trùng sa vào bẫy. Càng dùng dãy thì tơ nhện càng quấn chặt, cho đến khi không còn cử động được nữa. Lúc ấy chỉ còn cái chết mà thôi. Vấn đề này tôi thấy anh Trần Minh rất yếu đuối. Bề ngoài thì tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên trong lại khác. Trước mặt chúng tôi, anh ấy từng hoảng loạn và khóc, bất lực khi không biết làm gì để cứu vợ mình thoát khỏi tay hung thủ. Mời vào. Chị Bích Vân và anh Trần Minh. Hả? Mời chị vào đây ngồi. Mời chị. Các anh đang làm việc tôi vào có tiện không vậy? Không sao đâu chị. Chị Vân đến có chuyện gì không? Tôi có mấy việc nhờ các anh xem xét giùm. Chị cứ nói. Việc thứ nhất, khi tôi đi về nhà không thấy con tôi đâu hết. Không biết là khi anh Minh đi công tác, anh đã gửi con cho ai? Bé Trọng hiện giờ cô Xuân Khánh, bác sĩ pháp y trông coi rồi. Ủa, Xuân Khánh nào vậy Duyên? Dạ, là em gái của anh Xuân Vinh, đội trưởng đội 2. Cô này thì tôi biết. Chị à, với chuyện này á, chị liên lạc với gia đình chị Xuân Khánh nha. Sáng nay Xuân Khánh có đến bệnh viện để thăm anh Trần Minh, nhưng anh Mừng phải đưa đi cấp cứu rồi. Tội nghiệp cổ, vô thấy xác anh Trần Minh là cô xỉu liền. Cái gì? Xỉu à? Cô Khánh là gì của chồng tôi mà lại xỉu như vậy? Chị nên gặp cổ mà hỏi. Việc này đâu có thuộc thẩm quyền của chúng tôi. Chị Bích Vân à, chị còn điều gì nữa không? Gia đình tôi muốn đưa xác anh ấy về để chôn cất, nhưng bệnh viện không cho phép. Không biết để ảnh trong phòng lạnh để làm gì nữa. Nhờ các anh can thiệp giùm. Không, chuyện này không thể can thiệp được đâu. Vì trước khi chết, anh Trần Minh có tham gia vào hội hiến tạng cứu người, và anh ấy cam kết sẽ hiến tặng một phần cơ thể của mình để cứu sống người khác. Việc ấy chưa tiến hành thì không thể mang xác anh ấy ra khỏi phòng lạnh được. À, chị Bích Vân à, cơ quan cũng đang định tổ chức tang lễ, nhưng chúng tôi vừa mới bàn bạc xong thì là chị đến đó. Nói chung cũng phải đợi chị à. Những cam kết của ảnh đã được lập thành di chúc trước pháp luật hẳn hoi, không thể làm điều gì khác chị à. Nhưng tôi là vợ ảnh, sao tôi không biết gì hết vậy? Tại sao không ai hỏi ý kiến của tôi là có đồng ý hay không? Ảnh lập di chúc lúc nào tôi không cần biết. Chị Bích Vân, những câu hỏi chị vừa đặt ra đều có câu trả lời trong đó. Chị không biết, không ai hỏi ý kiến chị. Lập di chúc lúc nào đều là do chị hết. Tại sao lại do tôi chứ? Vì lúc đó chị đâu có bên cạnh anh Trần Minh đâu. Chị đang mãi mê bên cạnh tình nhân của chị mà, khiến chị quên hết vợ chồng, mẹ con. Anh Trần Minh phải một mình bươn chải, chị có biết không? Anh Nam, anh không được bôi nhọ danh dự của tôi nghe chưa? Tôi không bôi nhọ chị đâu. Tôi có đầy đủ bằng chứng để nói như vậy. Đêm đó, tôi là người trả lại 200.000 đô cho tình nhân của chị, mà anh ta dùng nó để chuộc chị về đó. Chị không xứng đáng đưa ra bất kỳ yêu cầu nào có liên quan đến anh Trần Minh. Tôi rất giận anh Trần Minh. Tôi không hiểu tại sao anh có thể hy sinh bản thân mình để cứu một người đàn bà không ra gì như chị. Anh ấy yêu chị, chỉ vì anh ấy yêu chị mà chị lại ngã vào vòng tay của kẻ khác. Cuộc sống tình cảm của gia đình tôi có những nỗi uẩn khúc riêng, không thể nói hết được đâu. Uẩn khúc riêng, tôi đồng ý với chị. Tôi đồng ý cả khi vợ chồng chị cơm không lành canh không ngọt. Nhưng mà uẩn khúc gì? Chị là mẹ của thằng Trọng, chị bỏ bê nó, khiến cho anh Trần Minh phải vất vả nhờ người khác trông nom, Cô Duyên đây là người phải đưa đón thằng bé ở nhà trẻ nhiều lần. Cô Xuân Khánh phải lo cho nó ăn ở ngủ nghỉ. Quận khúc gì chị? Quận khúc gì? Cậu Nam à, thôi đủ rồi. Chị Bích Vân à, chuyện cũng đã quá rõ ràng rồi. Chị không nên làm khó mọi người làm gì. Tôi nghĩ chị nên để cho anh Trần Minh thực hiện được nguyện vọng của ảnh. Nhưng tôi là vợ hợp pháp của ảnh, tôi không đồng ý. Chào các anh. Đúng là đạo đức giả. Tôi chưa thấy ai như bà Bích Vân này. Anh em với thằng tay cột sớt. Bỏ anh Trần Minh gà trống nuôi con, bây giờ quay 180 độ lại, khóc thương cho anh ấy. Thành ra tôi không dám lấy vợ là phải. Tôi sợ đàn bà thiệt. Đàn bà cũng 5-7 đàn bà chứ. Anh đừng có quơ đũa cả nắm, cá mè một lứa. Thôi em, lẽ ra cậu phải nói tôi không dám lấy vợ, trừ em Duyên. Anh Hào có chọc quê em hoài. Em đâu phải là bạch mã hoàng tử của Duyên đâu, đúng không em? Thôi thôi, chúng ta tiếp tục công việc đi. Anh thấy Xuân Khánh vô chưa? Sao anh lại hỏi tôi? Tôi có quản lý cô ấy đâu. Đó là chuyện của anh mà. Đùa thôi. Có chuyện gì không? Viện Kiểm sát, Công an quận Bình Tân và tổ pháp y chúng ta tiến hành khám nghiệm tử thi một vụ án mạng ở quận Bình Tân. Tôi và Xuân Khánh tham gia vụ này. Chừng nào? 2 giờ chiều nay. Tôi muốn trao đổi với Xuân Khánh mấy việc trước khi tiến hành, nhưng mà không biết cô ấy đâu. Đã điện di động chưa? Ngoài vùng phủ sóng. Vậy là nguy hiểm rồi. Cậu phải coi chừng đó nha. Mất người đẹp như chơi đó.